Mình có viết một chữ là Sơn yêu ba ở đây nhưng mà hình như không thấy đâu. Mình sẽ để cho Sơn ôn ký ức của mình. Mình sẽ để cho Sơn ôn ký ức của mình ở đây. Lời của Mi nói. Xin chào những thực khách, à nhầm quên. Xin chào các bạn đã quay trở lại với SNO. Và đây là chuyên mục Mi ơi. Lậm chậm thế. Yeah. Ngày hôm nay thì mình và Mi đã xuất hiện tại một không gian vô cùng đặc biệt. Nhưng các bạn thấy rằng là số lần trước thì bọn mình đã đến thăm trường của Mi là trường Pyramid MIT. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm trường của mình, Banking. Banking Academy. Trường nhiều tiền nhất thế giới. À nhầm, nhiều tiền nhất thế giới. Rồi, thực ra là mình và Mi thì sẽ dự định là sẽ làm một cái series giới thiệu các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội mà nổi tiếng. Cũng chuẩn bị đến cái kỳ thi chuyển cấp rất là căng thẳng và mình đoán là các bạn cũng sẽ tò mò xem là ngôi trường mà mình sẽ chọn và mình có khả năng là sẽ học trông sẽ như thế nào. Trước đây khi mà mình chuẩn bị lên kiểu học về ngân hàng hay là kinh tế dân hay là những trường mà mình dự định sẽ thi vào á thì lên mạng search nó chỉ là những ngành vô cùng nghèo nàn. Thì mình hy vọng rằng là mình và Mi sẽ giúp các bạn có những cái nhìn phong phú hơn. Ê, bây giờ theo chân của mình nhá. Các bạn đừng quên rằng là trong tháng 6 này thì Sephones sẽ có một chương trình sale là phải máu, phụ kiện giảm giá cực sâu lên đến 50%. Hàng loạt những phụ kiện giảm giá tại Sephones như là pin dự phòng, cáp sạc điện thoại, tai nghe, loa cao cấp cũng như là những phụ kiện gia đình và thiết bị mạng giảm giá cực sâu. Và các bạn lưu ý nha là mỗi khách hàng sẽ chỉ được mua tối đa 3 sản phẩm khuyến mãi. Khuyến mãi thì có thể kết thúc trước thời hạn nếu như sản phẩm hết hàng. Chương trình thì cũng sẽ áp dụng kèm với cả S Member, code SN và FB. Đường link thì mình sẽ để chi tiết ở phía bên dưới. Và đừng quên nha, chương trình sale là phải máu bắt đầu từ ngày mùng 10 đến ngày 20 tháng 6 này. Đây là cổng trường. Chiều chiều á, đến tầm khoảng 4 rưỡi 5 giờ sẽ có một đội gọi là các câu lạc bộ gọi là đội sinh viên tình nguyện ra đây để điều phối giao thông bởi vì tầm đấy là cái tầm mà các bạn ấy đi lại rất là nhiều. To thật đấy. Giao thông ở đây hỗn loạn. To gấp đôi cái cổng trường tao luôn. Ờ đúng, tao thấy thế mày. Nhưng mà các bạn biết đấy, mình bật mí các bạn luôn một điều. Mi mày biết tại sao đấy, tự nhiên trong trường, khuôn viên trường có kiểu công an, cơ quan công an các thứ không? Tại sao đấy? Đảm bảo an ninh cho trường. Bởi vì đây, các bạn nhìn sang bên này. Theo một thông tin mật mà ai cũng biết thì đây là ngày in tiền. Ủa? Mi Mi, mày phải giữ thái độ bình thường Mi ạ, nếu không tao mày bị gô cổ đấy Mi. Thật đây luôn. Đây là trước đây là khu vực in tiền. Ủa? Thế sao tao không thấy xe tăng bọc thép các thứ đâu nhở? Hả? Nó phô ra mày thấy để làm gì hả Mi? Sáng hoặc là đến một thời gian nào đấy thì sẽ có xe đến thật. Nhưng mà không phải bây giờ. Ủa? Xe quá. Đến chở tiền đi á? Ừ. Ôi nhưng mà tao muốn tham quan này, tao không muốn tham quan trường mày nữa. Không mày, đi tiếp tục. Nhưng mà nếu mày để ý, bởi vì là học viện ngân hàng nên là nếu các bạn để ý sẽ là rất nhiều những cây ATM trong trường. Các bạn thấy bắt đầu và chúng ta có một cây Vietcombank. Đây là khu nhà trước đây là dành cho sinh viên hệ đào tạo quốc tế. Tức là hệ kiểu đóng tiền kiểu Remit của mày ấy. Đóng tiền y hệt Remit luôn. 30 triệu một môn. Không đến mức đấy nhưng mà cũng tầm chục triệu ấy. Và cũng đến năm 3, năm 4 là các bạn sẽ đi trao đổi. Wow. Đó, đấy là hệ quốc tế. Ai cũng được đi trao đổi. Ừ, các bạn ấy xét điểm sẽ được đi trao đổi. Đây có một cái quả gọi là cái gì nhỉ? Cái viên đá huyền thoại trường tao mới bê vác từ đâu về. Ờ, cái này là mới nhá, trước đây không có đâu. Nhìn tưởng nó sơn xùi lắm, hóa ra mịn màng, sờ vào mịn lắm các bạn ạ. Xong rồi kiểu đợt mới bê viên đá này về, tất cả mọi người ra đây check in. Đây là tòa nhà đẳng cấp nhất. Vì tòa nhà này là chứa có văn phòng của các phòng ban, rồi ban giám đốc các thứ ở trong này hết. Hiệu trưởng các thứ. Ừ, tư trưởng sẽ là hiệu trưởng, còn ở bên học viện ngân hàng thì sẽ gọi là giám đốc. Giám đốc học viện. Cái này thì không được vào quay đâu. Nó mát, đẹp. Có điều hòa. Điều hòa always 24/24. Hoa các thứ nhá, được chăm ẵm, ngày nào cũng phải thay. Đỉnh cực. Wow. Ôi trường mày to quá mày ơi. To. Ờ như chắc chắn to rồi biết của mày là to rồi biết là chắc chắn các bạn ạ. Cái trường nào bé hơn được cái rồi biết Hà Nội. To rồi biết là chắc chắn, mình tự tin là điều vậy. Khu ký túc xá không? Đúng rồi, chúng ta sẽ có các khu C là ký túc xá bên trong kia. À, bên này là thư viện này, vào thư viện xem tí không? Ở đây thì các bạn sinh viên sẽ có cơ hội là sẽ có mượn sách này, có một cái quầy cà phê ở phía bên này để cho... Có quầy cà phê luôn? Ừ, có quầy cà phê các thứ bên này này. À, các bạn thấy là có rất nhiều các bạn sinh viên đến kỳ thi là sẽ đến đây học, các bạn đang ngồi đọc truyện các thứ ở kia kìa. Đây là thư viện trường mình. Thì các bạn thấy rằng là cứ đến kỳ thi thì các bạn sinh viên sẽ đến đây và thi và ôn bài. Nói chung là bước qua cửa này thì các bạn cần thẻ rồi chứng từ các thứ cơ. Thẻ sinh viên ngày hôm nay thì mình không mang. Nhà gọi là nhà E vậy nhưng mà đang xây. Màu khác hẳn luôn. Ờ nhìn khác hẳn và nó cực
tao được bị nâng tiền lên hay là làm gì, tất cả mọi thứ các khoa là dồn hết vào đây mày. Thế mà sao mày ra trường? À không, tao quyết tâm ở lại trường thêm một năm nữa để học lại. Ok, bây giờ ký túc xá rồi, kệ cho các bạn, tự nhiên mình sẽ đi tiếp đến những cái khu đặc biệt hơn. À, để mình chứng minh cho các bạn xem là cây nước ở Học viện Ngân hàng vô cùng thân thiện, nó sẽ không sang chảnh như là cây nước ở Ramit. Mình sẽ xem là cây nước ở Học viện Ngân hàng có từ chối tiền của người lạ hay không. Thực ra vẫn là tiền của Sơn, nhưng mà mình sẽ đút vào. Với đồng. Với thẳng một tờ tiền này nhá, nhưng mà cái cây nước của trường mày là hơi bị cao đấy. Ai vào cho ta xem thấy mi với. Vuốt thẳng. Thấy không? Chỉ có cái cây ở Ramit nó mới thế thôi mày à. Ok. Phê ạ. Một ly nữa. Quá khăn nữa rồi, tại vì trường mày to quá. Đảo quá. Vì họ bị không biết các bạn nào, nhưng mình đến trường mình thích đến căng tin rồi. Căng tin trường mình trước đây thì nó rất là phế, à nó rất là phế vật. Mình phải khẳng định một dùng một từ phế vật. Nó không cái gì cả. Thôi còn hơn rồi biết không, căng tin mày sắp có. Và bây giờ thì trường mình nó đã xây một căng tin mà nhìn nó ngầu lòi hơn, mình thích vào hơn. Đó các bạn, đấy là đây là khu vực mà thực ra là mình cũng định giới thiệu cho các bạn nhưng mà mình không được vào. Đây là khu vực hội trường lớn, là hội trường sẽ tổ chức những cái sự kiện lớn nhất ở bên trong trường mình. Thường thì Ramit có những cái sự kiện to như thế sẽ đi ra những cái ngoài địa điểm bên ngoài à. Như là nhà hát lớn hoặc là trung tâm hội nghị quốc gia. Đúng rồi, hoặc DU đúng không? Các bạn thấy rằng là đây là một loạt điều hòa. Năm nay là trường mình mới thu thêm mỗi sinh viên khoảng tầm mấy chục nghìn để đóng thêm tiền điều hòa. Đấy, các bạn thấy điều hòa, tất cả đều là điều hòa Daikin Invent. Đấy là nhà ăn câu lạc bộ. Nhà ăn này ở trường nó rất đặc biệt nhá. Cái nhà ăn này mình không hiểu tại sao trên cuộc đời có một nhà, cái nhà ăn của học viện mà nó lại tổ chức được đám cưới. Cái phòng 2, tầng 2 kia là cái phòng tổ chức đám cưới. Tổ chức cho sinh viên à? Không, đám cưới kiểu người ta thuê ấy mày. Bên dưới thì là nhà ăn cho sinh viên ở trong ký túc xá. Đây, đây là cái khu vực nhà thể chất. Các bạn ấy đang bây giờ đang thi bóng chuyền. Đúng rồi. Nghe nói tất cả các bạn sinh viên đều mong muốn qua môn thể dục. Môn thể dục là môn đáng thương nhất. Thể dục trường tao nhá là có 80 động tác này. Xong rồi kiểu bóng chuyền, bóng rổ. Mày phải tập hết cả 80 động tác. Bóng chuyền nhá, bóng rổ, khiêu vũ rồi nói chung là cầu lông các kiểu. Cái này thì các bạn ấy đang thi rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong kia là khu vực căng tin nhá. Đây là khu vực quán cà phê ở bên trong căng tin. Quán cà phê này thì mới được mở khoảng một năm trở lại đây thôi. Ở trong này luôn đi mày. Tao nghĩ ở trong này. Buổi tối thì các bạn sinh viên có thể đến đây này, ở đây có loa đài, máy chiếu các thứ. Ở đây á, thì các bạn có thể gọi từ đồ ăn, nước uống, tất cả tất tần mọi thứ các bạn muốn, gọi cái gì ở đây cũng được, đều có cả. Thông minh không? cái này đúng quả đại kỷ nguyên của anh Phong này. Đây là cái nhà in học viện, nhưng mà nhà in học viện tầm này thôi là đóng cửa. Nhà in học viện này không photo phao nhá. Không hề photo phao hay bất kỳ cái gì cả. Rõ ràng là không ô tô anh, sinh viên học viện mà đa phần đấy sẽ là way. Chứ làm gì có chuyện ô tô hay là kiểu mẹt rồi Lexus LX570 RX 570. Thế là toàn giáo viên đấy mà. Cái gì? Anh Tân đi lít. Đây nhá, đây là cái khu vực tiếp theo này. Cái khu vực này là khu vực mà bọn mình check in chụp ảnh rất là nhiều ở đây. Đây, chính là khu vực này. Đó, nó có mảng tường sơn nguyên một màu thanh xuân. Xe đạp thanh xuân, ghế thanh xuân, cây cỏ thanh xuân. Chỉ để chụp ảnh thôi, chụp ảnh chỉ để chụp ảnh thôi. Đạp xe nơi sân trường, tóc em buộc dài. Không đạp được ạ. Sao tâm mệt mày quá thì nghĩa sao xuống gì. Chuyện nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng. Áo trắng em bao giờ tan trường. Đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài. Lặng thinh anh ngóng trông đã. Mày sao lại mày thế à mày. Mày muốn phá tường hay gì? Tao tiếp tục lãng mạn. Gần lại bên anh em
sẽ diễn ra cơ chứ. Ok, mê đấy mày thấy không, các anh trai, các bạn trai mong trông dở, mồ hôi đầm đìa, răng ngăm ngăm đen, bốc mùi đàn ông này, mi này. Đây là khu vực nhà D3, đây là khu vực mà dành cho sinh viên chất lượng cao và sinh viên hệ đào tạo quốc tế luôn. 5 tầng. Tất cả phòng đều được trang bị đầy đủ điều hòa, thiết bị máy tính và bla 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 đấy. Nói chung là đây là nhà the best ở thời điểm hiện tại. Bởi vì khoa bên chất lượng cao của tao thì nó sẽ có các trung tâm liên kết với cả các trường đại học ở bên nước ngoài. Thì có Nhật này, có Anh này, Úc này, Mỹ, Singapore. Nhiều nhờ. Ờ đấy, thì nó sẽ liên kết với cả những trường đấy nên là mới treo cờ của những bên được hợp tác. Tức là đến năm 3 và năm 4 thì các bạn sẽ có cơ hội được chuyển tiếp sang bên phía đất nước đó để du học. À, cũng giống Remit ha. Ừ, giống Remit. Những cái bụi tre kiểu này này ở trường mình nó có hai bụi, và những bụi tre này đều gắn với những truyền thuyết ma quả. Những câu chuyện này đều được kể bởi những thầy cô sống lâu năm tại trường. Câu chuyện về bụi tre. Đi. Nhưng mà vậy mày thấy cảm nhận về trường tao nào mày? To. Đúng là kiểu Remit đi. Remit đi, không phải ngân hàng, tất cả những gì mà nó biết được chỉ là to. Còn một đặc điểm nữa khi mà mình nhắc đến trường của mình, đó chính là ngõ 12 Chùa Bộc, huyền thoại. Bởi vì nó gắn với câu chuyện người yêu cũ một năm, lại người yêu 3 năm dưới của mình. Đấy là câu chuyện, tất cả những cái bối cảnh câu chuyện các bạn nghe được là kiểu khóc rồi các thứ. Nó đều xảy ra tại cái con ngõ, cái ngõ đấy. Bây giờ mình dẫn các bạn đi xem nhà người yêu cũ của mình. Rồi đi vào con ngõ này thì đây mới là cái con ngõ huyền thoại, bởi vì trong này có rất nhiều thứ đồ ăn này nó các thứ, và các bạn mua phao cũng ở trong này luôn. Đây mới là địa điểm, đây là phần nơi để mua phao tài liệu các thứ. Các bạn chỉ cần nhắc đến Mai Anh thôi, đây là địa điểm huyền thoại nhất của trường mình, và tất cả sinh viên già trẻ lớn bé đều biết. Hồi đấy suốt ngày đi kiểu vào đây xong rồi đợi, phải đợi ở ngoài để bác chủ nhà không nhìn thấy, tại vì hồi đấy nếu bác chủ nhà nhìn thấy bác chủ nhà sẽ bách mẹ bạn ấy, nên phải đứng đợi đây rất nhiều. Đợi đây này, cứ đứng đợi đây, đi lại 3 năm rồi em mới quay trở lại, cái ngõ này. Mình có viết một chữ là Sơn yêu và ở đây, nhưng mà hình như không thấy đâu. Mình sẽ để cho Sơn ôn ký ức của mình. Mình sẽ để cho Sơn ôn ký ức của mình ở đây. Lời của Mi nói. Bây giờ thì, nhưng mà đương nhiên là tình cảm yêu đương các thứ thì hết rồi. Nhưng mà kiểu dù gì thì cũng là người yêu cũ đầu tiên ấy, nên là nó vẫn sẽ có một cái gì đấy không phải là tình yêu nữa. Kết thúc vlog Sơn ơi Miền Đâu lần này thì bọn mình sẽ mua sinh tố để uống. Bởi vì nếu các bạn đến Học viện Ngân hàng hoặc các bạn trở thành sinh viên của Học viện Ngân hàng sắp tới nhá, phải vào đấy uống sinh tố. Siêu ngon. Và các bạn phải khao cái người mà các bạn dẫn đi thăm Học viện Ngân hàng như Sơn đã chuẩn bị sẽ là nhé. Bắt đầu. Cảm ơn bạn Sơn vì cốc sinh tố mãng cầu siêu ngon. Như vậy là ngày hôm nay thì mình đã dẫn Mi và các bạn thăm trường của mình. Thật ra nó không quá nhiều đặc biệt, nhưng mà đây là gắn với thanh xuân, cũng như là một phần nào đấy là giúp các bạn thấy hiểu rõ hơn về Học viện Ngân hàng, với những bạn sinh viên nào mà học sinh nhé, bây giờ các bạn vẫn đang là học sinh nhỉ, chuẩn bị là đến với kỳ thi đại học. Và nếu như nhá mà các bạn muốn mình và Mi đến thăm một cái ngôi trường nào, đại học nào khác nữa để đem đến cho các bạn những cái góc nhìn, những cái trải nghiệm, thì hãy comment phía bên dưới. Hoặc là với những bạn sinh viên đại học nào các bạn muốn bọn mình đến thăm trường nào, các bạn comment bên dưới luôn xem là trường bạn có gì hay. Ok, còn bây giờ thì có lẽ bọn mình sẽ phải kết thúc clip đây thôi. Và đừng quên, đây là chuyên mục Sơn ơi Mi ở đâu. À, ok, và mà nếu như các bạn thấy clip hay thì hãy like, share cũng như là subscribe cho S Channel nhé. Bye. Bọn mình sắp được 3 triệu sub rồi. Sub á hả? Thôi được rồi, bye bye. Ăn thêm thịt xiên mày. Xiên à? Ừ.